성적도 많이 떨어지고 불량 학생들하고도 어울리고 그래서 만나지 말라고 했는데 Anh nhất thời tức giận trói Kang Gia lại và uy hiếp cô nếu còn tiếp tục ở cạnh em mình thì anh sẽ rạch mặt cô. Nhưng Kang Gia lại nói Mà cảnh này bị công chúa Han nhìn thấy, cô vội vàng chạy đi gọi người. Vừa hay gặp được Bê Yang trên đường, cô vội vàng kể đầu đuôi câu chuyện. Bê Yang lập tức chạy đi ngăn cản anh trai. Mấy người trong lúc rằng co đánh đấm, không cẩn thận đã đâm trúng Bê Yang. Vì Kang Gia chưa đủ 18 tuổi, vụ án cũng là ngộ sát, nên Kang Gia không bị kết án tù. Nhiều năm sau Kang Gia lại gặp lại An Dong Si, cô vô cùng sợ hãi, Bóc Đông sao lại chơi với hội An Dong Si chứ. Công chúa Han khuyên cô cứ ra tay trước đi, mình sẽ đi nói chuyện với An Dong Si. Nhưng Kang Gia bây giờ đã là một người mẹ, sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Ngày hôm sau, cô vẫn nhìn chăm chăm vào Bóc Đông như cũ, chỉ cần chỗ nào có Bóc Đông thì sẽ có Kang Gia. Lúc này Yi Kyung tìm thấy Kang Gia, cô bé vốn định nói ra tất cả mọi chuyện, nhưng lại bị thầy giáo đến làm gián đoạn. Yi Kyung mặt mày hoảng hốt vội vàng rời đi. Một mình đi trên sân tập, đột nhiên bị Bóc Đông kéo vào góc. Hóa ra trước đây An Dong Si đã bảo Bóc Đông đối phó với Yi Kyung, Bóc Đông vẫn mãi không thể ra tay, chỉ có thể bảo Yi Kyung mau chóng chuyển nhà. Buổi tối Yi Kyung đến tìm Aran, cô nói cho Aran nghe tất cả mọi việc. Hai người ôm chặt lấy nhau. Lúc quay về, Yi Kyung lại đến trường học, bởi vì trước đó cô phát hiện trong thư viện có một mật thất, cô quyết định thăm dò xem. Khi cô mở mật thất ra, do Jung-woo vừa hay đang ở đây đợi cô, Yi Kyung liều mạng chạy trốn. Cho tới khi chạy tới sân thượng, mấy người do Jung-woo cũng đuổi tới nơi. Cuối cùng Yi Kyung bị ngụy trang thành nhảy lầu tự vẫn. Aran trở nên điên loạn, hễ gặp ai trong bệnh viện cũng hỏi, có phải ông giết cậu ấy không? Nhưng khi Kang Gia kéo cô qua một bên, cô lại trở nên bình thường như cũ. Aran à, 엄마 지금 제정신이야? 오하라 너 정신 돌아왔어? 정신 엄마가 나갔지. Hóa ra cô bé nhớ lại lời Bóc Đông nói lúc trước. Để mẹ không bị người khác làm hại, cô bé chỉ có thể giả điên. Sau khi Aran ra viện, Kang Gia muốn cô bé chuyển trường, nhưng Aran lại không đồng ý, cô chỉ muốn ở lại ngôi trường này. Kang Gia không còn cách nào, chỉ có thể làm cứng với con gái, trừ khi con gái chuyển trường thì cô mới thôi học, nếu không thì không có gì để nói. Aran lại đến trường lần nữa. Cô bé mở tủ ra, bên trong đều là những tấm hình ác ý mà các bạn làm. Cô cho rằng đây là do Sang Tae sai khiến người khác làm. Đang trách mắng cậu thì vừa hay Kang Gia đi đến nhìn thấy Sang Tae. Aran vội vàng đóng cửa tủ lại, cô sợ mẹ phát hiện sẽ không kiềm chế được. Nhưng Kang Gia trực tiếp đi tới, nhìn thấy những bức ảnh trong tủ, đóng dầm một cái, kéo Sang Tae đi ra ngoài. Các bạn học biết rằng sắp có một trận chiến ác liệt nên đều nhanh chóng chạy theo. Kang Gia lôi cậu lên sân thượng, vài đấm đã đánh cậu ngã gục xuống đất. Sang Tae bò dậy chuẩn bị đánh lại, lại bị Kang Gia cúi người kéo lộn qua vai ngã huỵch xuống đất. May mà Aran kéo cô lại. Kang Gia lại lần nữa khuyên con gái chuyển trường, nhưng Aran vẫn không đồng ý. Dù các bạn học đều coi cô là kẻ thần kinh, cô vẫn cứ muốn ở lại đây. Lúc này bố của Aran đến trường thăm cô bé. Kang Gia vừa nghe thấy tiếng liền hốt hoảng, vội vàng chạy qua một bên, rúc đầu vào cửa sổ. Sau khi bố của Aran đi, cô mới nhìn ra ngoài, chồng mình sao lại nói chuyện vui vẻ với An Dong Si. Điều này khiến cô sững người. Kang Gia vội vàng nhảy tường ra ngoài, cô phải tìm công chúa Han để nói chuyện này. Mà thầy Park lại vừa bắt gặp cảnh này. Không bao lâu sau, thầy Park đã gọi điện thoại tới, anh muốn đến nhà thăm hỏi. Công chúa Han vội vàng nói bây giờ mình không có nhà, còn giả vờ rằng tín hiệu không tốt. 여보세요? 여보세요? 아니, 여기가 와보니까 클럽으로 나와. Lần này hay ho rồi. Đối mặt với các câu hỏi của thầy Park, công chúa Han không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể vờ tỏ ra rất đau lòng rồi òa khóc. Các đàn em cũng xông vào, vây chặt lấy thầy Park,
Không còn cách nào, anh chỉ có thể rời đi. Lúc Kang Gia quay về tìm Aran, lại không thấy Aran đâu cả. Aran cầm di vật mà Yi Kyung để lại, suy nghĩ một hồi, rồi quyết định đến thư viện tìm hiểu xem sao. Bởi vì Yi Kyung nói với cô, trong thư viện có thể có bí mật không thể để người khác biết. Aran trốn trong thư viện tới tận buổi tối, đợi tới khi không còn ai mới lén lút đi tìm. Ở bên kia, Kang Gia nhận được tin nhắn, nói rằng lần cuối cùng gặp được Aran là ở thư viện. Cô vội vàng chạy tới thư viện. Lúc này Aran vẫn đang tỉ mỉ tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô bé vội vàng nấp lại. Hóa ra là Jungwoo và Aeon, bọn họ mở mật thất ra, bị Aran nhìn thấy. Nhưng cô không cẩn thận làm rơi quyển sách. Aeon nghe thấy tiếng nên đi tới kiểm tra, nhưng lại nhìn thấy Kang Gia, khiến cô chết đứng. Jungwoo cũng thấy Aeon có chút kỳ lạ nên đi tới xem sao, lại phát hiện ra thầy Park, mà Aran cũng kịp thời kéo Kang Gia về. Còn chưa đợi bọn họ lên tiếng, Aeon đã mở lời. Aeon giả vờ như không có chuyện gì, đi vào mật thất. Hóa ra trước kia Aeon và Kang Gia là bạn học, sau này bị An Dong Si uy hiếp, bắt chỉ ra rằng Kang Gia ngộ sát em trai mình, thế nên lúc cô nhìn thấy Kang Gia cả người đều sững lại. Sau khi ra ngoài, Kang Gia liên tục hỏi Aran, nhưng Aran nhất quyết không chịu nói ra nguyên nhân. Sau khi Kang Gia quay về, liền nói chuyện này với công chúa Han. Cô phát hiện sự việc càng ngày càng phức tạp, không chỉ có sự tham gia của An Dong Si, đến Aeon cũng có mặt bên trong. Ngày hôm sau hai mẹ con lại đi học như thường, tự nhiên phát hiện Bok Dong đã quay về rồi.